Chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn cách sử dụng Canva để tạo một video thuyết trình rất nhanh và đơn giản. Bây giờ các bạn xem thử một video mình vừa tạo nhé. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo một video. Có nhiều loại video khác nhau, cho nên ở trong trang chủ của Canva thì các bạn lựa chọn vào cái mục video này. Sau đó mình dự kiến là mình định tạo cái loại video gì thì mình sẽ lựa chọn cái loại đó. Mình dự kiến là mình sẽ làm một cái video dạng trình chiếu nên mình sẽ lựa chọn cái video trình chiếu này. Để cho nó nhanh thì mình sẽ lựa chọn mẫu để mình sửa trên đó, mình đỡ phải tốn thời gian thiết kế từ đầu. Mình giả sử lựa chọn cái loại video trình chiếu du lịch đây. Mình bấm chọn tất cả để xem là cái loại nào mình sẽ chọn. Nếu các bạn dùng tài khoản miễn phí thì các bạn cứ di chuột đến chỗ nào nó có chữ miễn phí thì mình dùng được, còn có chữ pro thì mình sẽ không dùng được. Nhưng mình thì sẽ dùng thêm được những cái mẫu mà nó có chữ edu vì mình sử dụng tài khoản dành cho giáo dục. Mình sẽ lựa chọn một cái mẫu miễn phí, ví dụ mẫu này chẳng hạn. Kích chuột trái vào đây. Mình cũng chưa rõ là mình sẽ dùng hết cả 10 trang này hay là dùng nhiều hơn hay dùng ít hơn. Thôi mình cứ lựa chọn là áp dụng tất cả 10 trang. Nếu các bạn muốn xem trước thì các bạn có thể bấm vào cái chỗ biểu tượng play ở đây để xem trước xem là cái video này người ta sẽ trình bày dạng như thế nào. Ví dụ bấm vào đây. Nó có bao gồm cả nhạc, tuy nhiên là mình đang không ghi âm tiếng ở trong máy tính nên là các bạn có thể không nghe thấy. Mình cảm thấy là cái này nó phù hợp với mục đích của mình rồi nên mình sẽ quyết định là lựa chọn cái mẫu này. Và bây giờ mình sẽ chỉnh sửa từng trang. Trang đầu tiên đây. Những nội dung này mình sẽ sửa. Ảnh mình sẽ bỏ và thay vào ảnh của mình. Cái ảnh này người ta đã group nó lại rồi, cho nên là muốn xóa nó đi thì mình phải bỏ cái group đấy đi. Xóa được, các bạn bấm delete thôi. Sau đó mình sẽ chèn ảnh của mình vào, mình ra phần nội dung tải lên đây. Mình sẽ tải thêm các cái ảnh mà mình sẽ dùng trong cái video. Bây giờ chờ máy tải lên những hình ảnh và video mình đã lựa chọn. À,
Xong rồi, bây giờ mình sẽ lựa chọn cái ảnh này, chuột trái và ảnh này. Thì ra đây. Bởi vì cái ảnh này mình đưa vào sau nên nó ở phía trên, cái lớp trên của cái hình ảnh này. Cho nên là mình sẽ đưa ra đằng sau. Còn cái chữ này mình đưa ra đằng trước, mình sẽ chọn cái chữ này, kích chuột trái vào đây. Rồi bấm chuột phải. Tiến lên một lớp để cho nó lớn, nó tiến lên phía trước. Cái này cũng tương tự như thế. Cái này thực ra thì nó cũng không bị che khuất lắm, nên là mình chỉnh ra đây là được rồi. Mình chỉnh cho nó không bị chồng lên nhau. Đúp chuột vào đây để mình sửa nội dung. Chữ này hơi bé, mình cho nó to ra một chút. Lớp phía sau đây, nếu như mà nó không ảnh hưởng gì lắm thì mình để thế này cũng được. Còn nếu mình muốn, mình có thể chọn cái chữ này, phải chọn vào vùng chữ đó các bạn nhé, sau đó mới bấm chuột phải thì nó mới tiến lên được một lớp. Như vậy là mình đã chỉnh sửa xong cái slide thứ nhất, xong mà sang đến slide thứ hai thì các bạn cứ tiến hành tiếp tục như thế. Mình đã sửa xong 9 trang, còn thừa một trang nên mình đã xóa nó đi rồi. Bây giờ mình sẽ kiểm tra lại xem còn gì cần phải chỉnh sửa nữa không. Ví dụ như trang đầu tiên, thời gian là 5 giây, mình thấy đã ok rồi nên mình dừng để như thế. Trang thứ hai, thời gian cũng 5 giây, nhưng mà cái lượng thông tin mình đưa ở trong trang này khá nhiều, cho nên mình sẽ chỉnh lại cái thời gian này. Sẽ tăng lên thành 10 giây. Trang thứ 3 mình cũng sẽ tăng lên. Trang này cũng thế. Trang này mình cũng sửa thành 10 giây. Chúng ta có thể gõ vào đây. Sau khi chỉnh toàn bộ thời gian của các trang, sau khi chỉnh sửa toàn bộ thời gian thì mình sẽ kiểm tra lại lần cuối trước khi tải về. Mình bấm vào play. Trong quá trình kiểm tra thì mình phát hiện ra là từ trang thứ 5 là nhạc bị hết. Thế thì bây giờ mình sẽ phải lặp lại cái phần nhạc.
Do cái video cũ họ kéo dài có 50 giây thôi, cho nên là cái phần nhạc nó chỉ có 50 giây, mà cái mới mình chỉnh sửa thì nó lại kéo dài 1 phút 20 giây. Nên là mình đã phải nhân đôi cái phần nhạc màu tím tím này các bạn. Mình nhân đôi phần nhạc này lên, nhân bản này, để mình dán sang bên này để lặp lại được cái phần nhạc đó. Đây, mình đã dán rồi đấy ạ. Như vậy là mình đã sử dụng nhạc cho toàn bộ cái video của mình, và mình vừa ngồi kiểm tra lại ổn rồi, cho nên bây giờ mình sẽ tải xuống. Định dạng có sẵn gợi ý là video MP4 ok rồi, nên mình bấm vào tải xuống. Tải xuống video thì nó hơi lâu. Đây, video đã tải xong rồi đây. Chính là cái video mà lúc nãy các bạn xem ở đầu clip của mình ấy. Như vậy các bạn thấy là nó rất là nhanh và đơn giản so với các cái cách khác để mình tạo ra một cái video dạng thuyết trình. Các bạn hãy tìm và xem thêm các video khác trong chuỗi video hướng dẫn sử dụng Canva của mình để khai thác Canva một cách hiệu quả. Thật sự là mình thấy Canva rất tuyệt vời để một người không chuyên có thể thiết kế mọi thứ bằng máy tính hoặc điện thoại. Mà dùng điện thoại thì còn dễ hơn là dùng máy tính. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.